Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Thu Thủy, đến từ công ty cổ phần xây dựng từ đường Kisato. Các bạn thân mến, trong gia phả hay cúng tế, những bậc quá cố thường được viết và đọc khác so với khi còn sống. Chính vì thế khi nghe qua những tên gọi các bậc quá cố như cao tăng tổ khảo, cao tăng tổ tỷ, các bạn sẽ cảm thấy rất lạ đúng không ạ? Vậy thì hôm nay, chúng tôi sẽ giải thích giúp bạn cách gọi này và chia sẻ về cách xưng hô thứ bậc trong gia tộc thời xưa nhé. Các bạn thân mến, theo đó, để phân thứ bậc các đời thì người xưa áp dụng hệ thống cửu tộc hay xưng hô theo Hán Việt phân chia thập hệ như sau. Cha gọi là Hiền Khảo, mẹ là Hiền Tỷ, ông bà nội là Tổ Khảo, Tổ Tỷ. Cụ cố là Tăng Tổ Khảo, Tăng Tổ Tỷ. Kỵ can là Cao Tổ Khảo, Cao Tổ Tỷ. Các bậc trên nữa nói chung gọi là tiên tổ các đời cho đến thủy tổ. Một số họ từ bậc cao tổ khảo cứ thêm một bậc lại thêm một chữ cao, chẳng hạn cao cao tổ khảo, cao 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 tổ khảo. Cái đọc này cũng khá bất tiện nên ít được dùng chữ khả cũng là từ Hán Việt có nghĩa là sự già cả, già thọ trong xưng hô thứ bậc trong gia đình cùng với cao tàng tổ tương ứng với ông sơ, ông cố, ông nội thì khảo là từ chỉ cha cho nên cao tàng tổ khảo là cách xưng hô ám chỉ kỵ là phái nam đã mất cao tàng tổ tỷ là cách xưng hô chỉ kỵ là phái nữ đã mất cách xưng hô thứ bậc trong gia tộc theo từ Hán Việt từ ngữ ngôn từ trong gia tộc là một hệ thống tương đối chặt chẽ trong các bản gia phả hầu hết là từ Hán Việt trong ngôn ngữ hàng ngày thì hầu hết là từ thuần Việt. Trong hệ thống gia phả có cách phân chia thập hệ, tức 10 thế hệ như sau. Lưu ý, thập hệ này tính theo nội tộc, tức là theo đằng trà, ông nội. 5 tiên tổ khảo, 4 cao tổ khảo, 3 tăng tổ khảo, 2 hiển tổ khảo, 1 hiển khảo, 0 tức là bản thân, trừ 1 là tử, trừ 2 là tôn, trừ 3 là tăng tôn và trừ 4 là huyền tôn chữ khảo chỉ đi với người trực hệ và dành cho người đàn ông chữ tỷ dành cho người đàn bà bậc hiển bao gồm cha chú bác trai đằng nội cha là hiển khảo chú là hiển thúc bác là hiển bá bậc hiển tổ bao gồm các ông ông nội là hiển tổ khảo các ông khác là hiển tổ thúc hiển tổ bá bậc cao tổ là bậc cụ cố bậc tiên tổ là bậc kỵ can theo thường các gia phả thì bậc đầu tiên trong gia tộc là tiên tổ tiếp theo là cao tổ vì vậy nếu gia tộc có nhiều đời thì tiếp theo cao tổ sẽ không phải là tăng tổ mà là các bậc đệ tam tổ, đệ tứ. Tiên tổ khảo sẽ là người đầu tiên mở ra gia tộc, một dòng hoặc một trì họ, nhưng không nhất thiết phải là tổ của họ. Tổ của một họ là thủy tổ, thường không biết được chính xác ngoại trừ một số ít họ. Bậc tổ khai nghiệp của hoàng tộc sẽ là thái tổ. Hy vọng những chia sẻ trên đây đã giúp bạn xưng hộ đúng thứ bậc trong gia tộc cũng như hiểu được cao tăng tổ khảo, cao tăng tổ tỷ là gì nếu vẫn còn băn khoăn thắc mắc về vấn đề này hãy bình luận ở dưới video để chúng ta cùng bàn luận nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số video tiếp theo.